Mẹ mọi người đang làm gì vậy? Xài bông. Xài bông coi. Rất xàm. Cái này là cái gì? Trái tim á. Với hai con mắt. Hai cái dung với hai con mắt. Mình bị khùng, cái tim nằm trong cái con mắt. Mình dễ tàu lao. Chào mọi người. Hai con mắt nào đâu chứ trái tim chứ hai trái tim. Hôm nay là mùng 7 Tết. Xin lỗi mọi người, tại vì tôi đi ăn mà mặc đồ này nha. Tại lúc đầu tính là chạy vô, tính đầu chạy vô trong bà ngoại trước ba bà cháu về thôi à. Nên tôi mặc đồ này chạy xe. Nhưng mà bây giờ mẹ bà Ngươi, tức là bà Ngươi thích ăn pizza. Nên ghé đây ăn mặc đồ hơi kỳ kỳ. Sorry mọi người. Được. Sorry chú quán. Anh dễ trái tim cho ba nữa nha. À, lúc nãy chạy xe về vô tình bị dân công an bắt nữa chứ. Gửi lời cảm ơn anh công an. Ôi trời, bắt mình gửi lời cảm ơn. Mặc dù không biết là anh có xem cái video này không. Cảm ơn những người anh em. Bye bye. Em dễ cho ba hình về. Con cháu con này. Ba hết hình về nói đi. Hình cười, cái miệng cười vậy. Mặt cười phu. Ba hết là cười cài nhiều đúng không? Mình sẽ bắt đầu lại cười cài nhiều. Bọn ngươi mi gió mọi người đi nè. Mi gió đi. Ba. Biến thái. Mọi người mới ngủ dậy mặt hơi ngáo ngáo nha mọi người. Mặt hơi ngáo ngáo nha. Đây là tên lửa. Mình chưa có hạ các cô bác chú nè. Cười đi. Nhạc nhẽo cười. Quay xong clip này đưa lên liền luôn. Bữa giờ lâu quá là còn không có lâu clip mới. À, có rất là nhiều cô chú anh chị bên hải ngoại, bên nước ngoài cứ gặp fan là nhắn tin về cho Tiên đó, là kêu Tiên quay clip của Ngươi nhiều như không? Cho Ngươi ngồi đi ba, không ngồi á. Đây, con ngồi đây nha. À, trước hết cho Tiên cũng như gia đình là gửi lời cảm ơn Thẩm Kiều kìa. Rồi đi hả? Cảm ơn các anh chị nhiều đã thương mọi người. Đây, đến đây. Rồi, đi đâu đi. Đây, bye bye cha. Đi. Biến thái mình khủng quá. Rồi. Ơi. Mình đi đâu lắm rồi. Mày đâu chỉ là hai lần. Con leo lên hả? Con leo lên hả? Đây ba đỡ cho người leo lên nha. Yeah. Không có quậy đồ nha. Đây. Con có leo xuống không? Leo xuống là mình phải leo lên đây là mình phải tháo giày ra nha. Mình là người lịch sự mà. Leo xuống hả? Tự xuống luôn nè. Đó, tập cho mọi người biết tự xuống luôn. Leo xuống đi con. Giỏi. Trời ơi, mặc xe ke tào lao không mọi người. Xe ke từ nãy giờ đó. Leo lên xe là ngủ một giấc. Đây ba dịnh chân là leo xuống. Con thích vậy hả? Đi đâu á? Hả? Không. Mẹ gọi ngươi kìa. Mẹ gọi vào ngươi kìa. Hung dữ nha. Gì vậy? Đi. Chạy. Người mới ngủ dậy người bị quạo á, đang ngủ ngon lành bị ẩm xuống xe thức luôn. Người bị quạo á, đau tay con bị mũi chích đâu, đưa vào coi. Không cười hỏi tay kia kìa, tay này nè. Đó, mũi chích vào ngươi nè, thịt vào ngươi độc ghê không? Đây, mũi chích đây ba không cho hết nha. Rồi, hết ra rồi. Sao con bị ho vậy? Em đi.
đó bạn kìa. Wow, quá trời bạn luôn. Quá trời bạn luôn. Con leo lên hả? Khoan khoan, để ba cỡ dài mới leo lên được nha. Mấy anh chị leo lên té á. Có chung té nha con. Đây, Spider-Man. Yeah. Spider-Man. Đã có đồ ăn sơ sơ rồi. Xà lách cá ngừ, khoai tây. Trong lúc chờ pizza, cho mọi người ăn cá ngừ đi dọn. Thế này nè. Là ăn hai lươn kia. Hả? Ăn cá ngừ. Ăn hoa. Đây. Không lấy được không bỏ vậy. Nè ngư. Ngư, ba cho con ngầm nè. 1, 2, 3. Ngon mà. Ngon nè. Vậy ba ầm nha. Ba ầm nha. Ba ầm nha. Ba ầm nha. Đây là bánh pizza cỡ nhỏ. Nhỏ xíu luôn á. Nó đúng nhỏ luôn á. Đúng nhỏ luôn. Đây là lâu mà nó mang mình cũng nhớ luôn. Wow, ngon xuất sắc luôn. Tên 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 tên. Em ơi. Ông nào ngủ mình kêu để nó ngủ nè. Đây để bạn cái nhỏ cho. Đi ra ăn đi. Cái đó mới dày ra cho em nó ngủ. Tên 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 tên. Bà ngoại giấu cái mặt vậy. Bà ngoại sợ bị lên hình hả? Nóng quá nha mẹ. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái pizza. Cũng hơi hơn nửa năm nữa rồi. Lâu lắm luôn rồi chứ hơn nửa năm gì. Hồi 20 tháng lúc. Hồi 20 tháng 10 năm ngoái á. Từ lúc đang mẹ mập á hả? Lúc giờ có bầu á, 20 tháng 10 năm ngoái á. Ăn 28 ngày sau đi đẻ tới giờ á. Giờ lấy thiệt. Còn lâu. Thôi mà mình còn mua về nhà nữa nhớ không? Về quê nhớ không? Mới đây có ăn nữa mà. Có ăn đâu. Lần đầu tiên đi ăn bánh pizza. Không đã hơn năm hả? Lần đầu tiên ăn đi ăn pizza. Không phải pizza đấy tiền mình ít dữ vậy hả? Trời ơi, hơn một năm rồi mới ăn lại pizza. Tiền lẩu lấy tiền mình nhiều nhất á. Tính ăn lẩu á. Suốt ngày đi ăn lẩu. Ăn lẩu với hải sản. Ăn lẩu với dân ngốc. Mà ăn lẩu nhiều hơn luôn á. À. Đúng mà hơn năm trời ăn lại nó ngon dã man. Thấy cái nách hàng chi con. Anh chứ nó làm gì em thèm dữ vậy, tại em chưa khơi thôi, giờ anh ăn vô anh thấy ngon không? Đúng không? Em thèm bữa giờ, à từ mùng 2 Tết tới giờ. Chứ ra nơi này là hơi xa. Hơi xa nhà. Nhưng mà hai chồng mỗi lần ăn là thích ăn ngoài này. Nó vui. Kỳ lắm nha. Không khí vui. Pizza hết nằm ngay góc Quỳnh Vẫn Đạt, Lan Nguyễn Trãi. Chắc gần nhà không vui, gần nhà có hai cái luôn á. Ừ. Tại vì em đó, hai chồng rất là trung thành. Thích chỗ nào rồi cứ ghé đó ăn hoài đó. Mặc dù là gần nhà cũng có. Thôi mình gọi hai đi. Tôi dùng từ trung thành thử rồi giống chó rồi. Ừ, tính đó rồi. Trung thủy. Mày ăn cái gì á? Ừ. Ngon không? Quá có gì mà chấm hôm bữa giờ thèm lắm á, bữa thèm lắm luôn á mà ở dưới quê á. Nè nè, ba cho nè tìm đi ra hết ở Long An á ba, nó ra tới ở dưới Tân An là xa lắm mà không mà chạch ra ba mấy cây trong kiểu năn nỉ ông tiên chở lên thành phố ăn lại còn không đi. Ngon lắm mọi người đó. Giờ đây giờ ăn đi, tao quay cho. Ừ, giờ quay. Ừ. Giờ đang ăn.
mới cân lúc nãy luôn. 100 kg. 73.9 kg. Là mặc bộ đồ vô nha. Còn bình thường là 73.5. Ghê không? Suốt ngày suốt ngày đi cân mà cứ tại anh có một bộ đồ. Không lẽ ai đi cân mà cỡ đồ bao giờ không? Nguyên mùa Tết Tuyên là giảm được gần 2 kg. Chứng tỏ là Tuyên không có chơi bời, không có ăn nhậu gì hết. Không ăn nhậu mà xỉn ngủ nhà người ta luôn. Chỉ giỡn thôi, thật sự là tại đang giảm cân. Để chuẩn bị qua Tết này, Tuyên sẽ bấm máy dự án lớn nhất cuộc đời mình đến thời điểm bây giờ là Vika sẽ trở lại. Anh mặc đang giảm cân nên mặc đâu có ăn đâu, anh mặc nhậu không ạ. Nhậu đúng một ngày chứ nghe. Đúng bây giờ. Mình nói là lịch sự, mình nói là mình cân có bao bì như vậy đi. Cái đồ mình vô cầu. Nói là đâu có bao bì, tính luôn bao bì. Rồi, tôi đây. Ngon quá. Ngon lắm luôn mọi người ơi. Xuất sắc hơn. Đây là bánh gì không? Hơn một năm trời mới được ăn đi ra lại. Ăn lấy cái này. Thì ăn cái gì? Này ngon vậy, này mới á. Vợ có khán giả rồi, khán giả chưa quay vợ nhiều luôn. Ghê. Ghê không? Ghê. Khán giả vào Ngư là nhiều nhất. Em. Các cô con chú rất thương mọi người. Mấy ông gì á? Rồi nhìn mấy anh chị chơi mà nó mê. Bây giờ xe lại. Xe lại. Khô quá. Bọn Ngư lần đầu tiên được bao nhiêu cá dắt đi ăn pizza. 15 tháng trời rồi mới được ăn pizza lần đầu tiên. Ngon quá trời ngon luôn. Bữa giờ cái bề mặt ở đây chúc ăn bề mặt vào hôm nay là đi ăn với mẹ ốm là bà ngoại, chúc ăn với bà nội ha. Lúc đi ăn với bà nội là bà Nguyên còn trong bụng mẹ đó. Còn bây giờ đi ăn với bà ngoại là bà Nguyên bự cho bá, bà Nguyên già khăn rồi. Bà Nguyên già. Ủa bà Nguyên không tin nó già trước tuổi vậy luôn mọi người. Bà Nguyên già lắm á. Già còn bệnh nữa. Không. Trời, cái mặt này. Cái mặt con hề đó vậy. Có mặt hề của bà Nguyên nè. Bà Nguyên làm sao? Cắn miếng dừa xuống đất xuống cài luôn. Sao vậy? Bà Nguyên mặt hề ướt quá à. Bà Nguyên ăn tôm không? Mẹ ăn sáng không? Ngon quá hà. Ngon quá hà. Đổ là bị đòn nha. Thôi bây giờ gia đình mình ăn nha. Mấy ba con cô bánh chú nha. Bye bye. Bye bye. Chúc mọi người ngày 17 mọi điều thuận lợi, có vui vẻ nha. Quan trọng là sức khỏe.